khô khớp và tốt 7 loại thực phẩm không thể bỏ qua. Khô khớp gối là tình trạng dịch nhầy trong khớp không đủ để bôi trơn, khiến cho việc vận động, đi lại trở nên khó khăn. Tình trạng khô khớp thường xuất hiện với các dấu hiệu, khớp phát ra tiếng lục cục, lạo xạo khi vận động, kèm theo cơn đau nhức kéo dài, luôn khiến cơ thể mệt mỏi, đôi khi lại mất cảm giác. Khô khớp có thể để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng như teo cơ, biến dạng khớp, cứng khớp thậm chí còn ảnh hưởng đến dây thần kinh tọa, gây nên đau thắt lưng kinh niên, nhức mỏi toàn thân dai dẳng. Dưới đây là một số thực phẩm giúp tái tạo sụn, tăng dịch khớp, cải thiện tình trạng khô khớp hiệu quả. 1. Quả bơ. Quả bơ đứng đầu trong danh sách các loại trái cây được khuyến khích sử dụng cho người bị khô khớp gối. Trong quả bơ giàu vitamin E, C và omega 3, thực phẩm này có khả năng kích thích sản sinh collagen, giúp làm tăng liên kết giữa các mô, từ đó giúp khớp gối chắc khỏe và giảm thiểu nguy cơ bị chấn thương sụn. Đặc biệt, các dưỡng chất trong bơ còn có tác dụng chống oxy hóa kháng viêm, kích thích sản sinh dịch nhầy bôi trơn sụn khớp, thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào sụn và xương dưới sụn. Sử dụng loại trái cây này thường xuyên, kết hợp với các thực phẩm có lợi khác sẽ giúp cải thiện được đáng kể tình trạng khô khớp gối. 2. Đậu bắp. Ngoài hàm lượng vitamin và khoáng chất phong phú, quả đậu bắp còn bổ sung chất nhầy tự nhiên. Nó giúp khớp gối vận động trơn tru, linh hoạt, ngăn ngừa đau khớp gối bằng cách giảm lực ma sát giữa các đầu xương khi vận động. Bạn có thể dùng đậu bắp chế biến dưới dạng hấp luộc, nấu canh chua hay xào đều được. Ngoài ra, dân gian còn nấu đậu bắp lấy nước uống để chống khô khớp. 3. Ngũ cốc. Ngũ cốc cũng là sự lựa chọn hữu ích cho thực đơn của người bị khô khớp gối. Thực phẩm này bổ sung một lượng lớn canxi giúp xương khớp cứng cáp, khỏe mạnh. Thường xuyên ăn ngũ cốc còn giúp cải thiện khả năng miễn dịch, chống sưng viêm khớp gối, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên tại các mô sụn và bao hoạt dịch, nguyên nhân phổ biến gây khô khớp gối. Đối với những người đang bị thừa cân, Béo phi, sử dụng ngũ cốc trong chế độ ăn kiêng có thể giúp hỗ trợ giảm cân, giải phóng áp lực lên khớp gối. Duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh chính là một cách để giảm thiểu tối đa nguy cơ bị đau và tổn thương khớp gối khi bạn bị khô khớp. 4. Sữa và các sản phẩm từ sữa. Sữa tươi và các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua đều tốt cho sức khỏe xương khớp, đặc biệt là những người đang bị khô khớp gối. Chúng chứa nguồn canxi dồi dào nhưng lại dễ hấp thu, giúp bạn nhanh chóng sửa chữa những tổn thương ở khớp gối là nguyên nhân gây khô khớp. Bên cạnh đó, sữa chua còn bổ sung nhiều lợi khuẩn giúp hỗ trợ chống viêm, cải thiện sức đề kháng, đồng thời thúc đẩy tiêu hóa, tăng cường khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng có lợi cho sụn khớp. 5. Các loại rau xanh. Đặc biệt là những loại rau có màu xanh đậm như các loại rau cải xanh, cải xoăn, cải thìa, bông cải, cải bó xôi, cải bắp là những thực phẩm chứa rất nhiều collagen cùng các vitamin. Chính vì thế, tăng cường ăn rau xanh hàng ngày có tác dụng ngừa viêm xương khớp, tăng cường mật độ xương và chống loãng xương rất tốt. Ngoài ra, các loại rau có chứa nhiều chất nhờn như đậu bắp, rau đay, mùng tơi rất tốt cho việc bổ sung dịch nhờn sụn khớp, từ đó giúp xương khớp hoạt động linh hoạt hơn. 6. Cà chua. Nếu đang thắc mắc người khô khớp gối nên ăn gì thì cà chua chính là gợi ý hữu ích tiếp theo cho bạn. Thực phẩm này giàu lycopene một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ các mô sụn khỏe mạnh, chống viêm, giảm đau khớp gối. Bên cạnh đó, các thành phần vitamin K, canxi và collagen được tìm thấy trong cà chua, còn góp phần đáng kể vào việc củng cố cấu trúc và mật độ xương, đồng thời giảm lực ma sát giữa các đầu xương trong khớp gối khi vận động. 7. Các loại cá biển. Trong cá biển có chứa một lượng lớn axit béo omega-3. Đây là một trong những dưỡng chất có tác dụng giảm đau, chống viêm và giảm khô khớp hiệu quả. Các bác sĩ chuyên khoa khuyên mỗi người nên ăn cá ít nhất từ 2 đến 3 lần một tuần để hỗ trợ xương khớp dẻo dai, chắc khỏe. Vì vậy, hãy bổ sung các loại cá biển như cá ngừ, cá hồi, cá mòi, cá trích vào thực đơn ăn uống hàng ngày của mình. Một số lưu ý trong chế độ dinh dưỡng: bổ sung nhiều nước, giúp tạo môi trường ẩm, giúp bôi trơn và tăng đàn hồi cho khớp. Hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo bão hòa nhằm kiểm soát cân nặng hợp lý, tránh tăng cân vì tăng cân sẽ gây áp lực dưới bàn chân hạn chế thực phẩm đóng gói sẵn bởi chúng chứa hàm lượng muối cao càng làm chứng viêm khớp thêm trầm trọng hạn chế các loại đồ uống có cồn vì chúng hủy hoại cấu trúc xương từ bên trong ức chế sự tái tạo và phục hồi xương khớp khiến tình trạng khô khớp thêm nghiêm trọng hơn cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kính chúc các bạn một ngày tốt lành xin chào